Chiều ngày 5 tháng 4, Hội đồng xét xử phiên tòa vụ cháy chung cư Carina Plaza đã hội ý và quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án nhằm tránh bỏ lọt tội phạm. Nội dung điều tra bổ sung cụ thể sẽ được nêu trong thông báo của tòa. Chủ tọa phiên tòa ông Phạm Lương Toản sẽ chịu trách nhiệm về quyết định hoãn phiên tòa này. Trong vụ án này, hai bị cáo Nguyễn Văn Tùng, chủ đầu tư chung cư Carina và Nguyễn Quốc Tuấn, nguyên trưởng ban quản lý chung cư Carina bị viện kiểm sát truy tố về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy theo khoản 3 điều 313 Bộ luật hình sự với khung hình phạt từ 7 đến 12 năm tù. Trong phần xét hỏi vào sáng cùng ngày, bị cáo Nguyễn Văn Tùng cho rằng nội dung bản cáo trạng có nhiều điểm quy kết tội trạng của bị cáo là chưa đúng. Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Quốc Tuấn thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Bị cáo khai về làm trưởng ban quản lý chung cư Carina được 20 ngày thì xảy ra cháy, cho nên có những hệ thống hạng mục không hoạt động, những sai phạm chưa kịp đề xuất với chủ đầu tư để sửa chữa. Theo cáo trạng, vào 1 giờ 15 phút ngày 23 tháng 3 năm 2018, tia lửa xuất hiện tại khu vực để chân xe của anh DNL. Sau đó 3 phút, ngọn lửa bùng lên dữ dội. Đến 1 giờ 23 phút, ngọn lửa bùng lên thiêu rụi nhiều xe máy, ô tô, hệ thống chiếu sáng tầng hầm bị tắt. Luồng khí nóng độc theo buồng thang thoát hiểm dẫn lên các tầng cao của chung cư. Sau khi tiến hành điều tra, Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an tại thành phố Hồ Chí Minh kết luận nguyên nhân vụ cháy do chập điện từ xe của anh L. Thời gian từ khi xuất hiện đám cháy nhỏ đến khi bùng phát dữ dội ngang ống thông gió trên tầng hầm là 8 phút. Tuy nhiên, hệ thống phòng cháy chữa cháy của chung cư không kịp thời báo cháy, đồng thời những người có trách nhiệm quản lý chung cư thực hiện việc chữa cháy không hiệu quả, khiến 13 người tử vong, hơn 60 người bị thương, 492 xe máy bị thiêu rụi, 81 ô tô hư hỏng. Cáo trạng xác định, bị cáo Nguyễn Văn Tùng được thông báo rõ về tình trạng không hoạt động của các hệ thống phòng cháy chữa cháy tại chung cư nhưng không triển khai sửa chữa, bảo dưỡng nên gây ra hậu quả nghiêm trọng. Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Quốc Tuấn được giao trách nhiệm thay mặt công ty Seiko quản lý vận hành chung cư, nhưng bị cáo đã không kiên quyết yêu cầu chủ đầu tư phải thay thế, sửa chữa nhằm khắc phục hệ thống vận hành báo cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn nên gây ra hậu quả nghiêm trọng.